Do nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới tăng đột biến nên thời gian qua, lượng xe cơ giới tại các địa phương đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6003S, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thực hiện đăng kiểm tăng đột biến. Xe ô tô lớn nhỏ xếp thành hàng dài tràn ra cả quốc lộ 20, gây ách tắc khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Mặc dù đã đặt lịch trước đó đã 2 tuần, nhưng anh Hoàng Quốc Đạt, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vẫn phải chật vật xếp hàng từ đêm hôm trước để chờ được thực hiện đăng kiểm, vì xe của anh đã hết hạn hơn 10 ngày nay. Đạt lực 2 tuần nay rồi. Giờ nói chung hết xe hết tháng cuối tháng 3, hôm nay là ngày 13 tháng 4. Thì phải xếp hàng từ tối hôm qua giờ thức nguyên đêm chưa có ngủ, rồi xếp tài liên tục không dám ăn luôn, sợ đi ăn ấy là mất tour, người ta tranh nhau lên. Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Giám đốc, trưởng chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6003S cho biết, sở dĩ xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ tại trung tâm là do hai ngày gần đây, trung tâm phải tạm dừng để bảo trì sửa chữa. Hiện trung tâm đã tăng gấp đôi thời gian làm việc để giải quyết sớm nhất việc đăng kiểm xe của người dân. Để đảm bảo cho công tác đăng kiểm xe cơ giới, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6003S chi nhánh tại huyện Định Quán được bổ sung 2 kiểm định viên từ Bộ Quốc phòng và phải làm việc gấp đôi thời gian làm việc nhằm tránh việc ùn ứ tại trung tâm.